Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo đề tài vai trò của chính quyền trong mối tương quan công giáo và dân tộc. Mời các bạn đăng ký kênh để có được ủng hộ tinh thần cho mình và có nhiều clip mới các bạn sẽ thính giả nghe và cũng như nhận thức hơn về sâu xa về tôn giáo, nói chính xác hơn là công giáo. Trước khi đề cập vai trò của chính quyền trong mối tương quan thường xuyên xung đột giữa công giáo và dân tộc, chúng tôi xin nêu lên bằng chứng về những thảm họa gây ra cho xã hội do những đầu óc mê muội cuồng tín tôn giáo. Truyền thống phản quốc của những người công giáo đầy rẫy trong lịch sử thế giới cũng như trong lịch sử Việt Nam. Chúng tôi xin nêu lên một số đề nghị gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam, và sau này là những đề nghị của chúng tôi gửi đến chính quyền Việt Nam, nhất là quý vị có thẩm quyền trong ngành lập pháp và tư pháp, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Khởi đầu từ một nhận thức, thảm họa đáng sợ nhất là sự cuồng tín tôn giáo. Vì những kẻ cuồng tín phạm tội ác không bao giờ biết hối hận. Quê cha đất tổ của tôi là làng Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Năm 1533, do một sự tình cờ nào đó đã đưa đẩy con thuyền chở giáo sĩ Tây Ban Nha Ignatio cặp bến đò Ninh Cơ ở làng tôi. Sự tình cờ lịch sử này đã xui khiến các vị nội tổ của tôi trở thành những người Việt Nam đầu tiên theo đạo Công giáo, và Ninh Cường quê tôi trở thành cái nôi của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trải qua hơn 3 thế kỷ cấm đạo của các triều đại Lê, Trịnh, Nguyễn và các phong trào văn thân, cần vương, hàng trăm ngàn giáo dân đã bị giết vì đạo. Tất nhiên trong số đó có nhiều vị tổ tiên của tôi. Ông bà cha mẹ tôi rất hãnh diện về sự theo đạo thâm căn cố đế của dòng tộc, và càng hãnh diện hơn về các thánh tổ tiên tử đạo. Riêng tôi không thấy hãnh diện về những điều đó, mà chỉ thấy đau xót vì tổ tiên tôi đã phải chết uổng mạng cho một thứ tà đạo của ngoại bang. Từ hậu bán thế kỷ 19, đạo Công giáo tại Việt Nam thoát khỏi sự bắt hại của triều đình và của các phong trào văn thân cần vương, song song với sự đô hộ của thực dân mau chóng phát triển lớn mạnh như diều gặp gió. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 oai hùng lẫm liệt đã vĩnh viễn chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp. Trong khi chiến thắng Điện Biên là niềm vui lớn và niềm tự hào vô hạn của mọi người Việt Nam yêu nước, thì biến cố Điện Biên lại làm cho những người Công giáo lo sợ và đau khổ ghê gớm. Lý do là vì những người Công giáo đã xin quân đội viễn chinh Pháp võ trang để thành lập những khu tự trị. Khởi đầu là khu tự trị Công giáo Phát Diệm từ đầu năm 1947, Bùi Chu từ năm 1948 và Thái Bình từ năm 1949. Từ các căn cứ của khu tự trị, người Công giáo đã mang súng đạn đi cướp phá những làng bên, lương sát hại nhiều lương dân chỉ vì những lương dân này tỏ ý bất mãn với truyền thống phản quốc thân Tây của đại đa số người Công giáo. Do được chứng kiến tận mắt những hành vi tra tấn thô bạo của các vệ sĩ Công giáo đối với tù nhân, họ lùng bắt từ các làng bên lương lân cận, và nhất là được chứng kiến tận mắt những cái chết thê thảm của một số những người đó. Những kỷ niệm này đã trở thành những ấn tượng hãi hùng, hoặc nói đúng hơn là những vết sẹo in hằn lên ký ức và tâm hồn tôi. Nhưng tôi có một điều khiến cho tôi phải kinh ngạc khi thấy quý vị linh mục
thầy giảng và các vệ sĩ công giáo vẫn hoàn toàn thản nhiên sau khi phạm các tội sát nhân. Trong các buổi lễ Misa hoặc trong các giờ cầu nguyện, họ đều tỏ ra là những người thánh thiện, đạo đức như chưa từng phạm tội ác bao giờ. Có lẽ đối với họ, những kẻ chống đạo công giáo dưới hình thức này hay hình thức khác đều là những kẻ thù của giáo hội hoặc là những kẻ thù của Thiên Chúa. Tất cả những kẻ này cần phải bị tiêu diệt để làm đẹp lòng Chúa. Cho nên khi người công giáo giết hại những người mà họ coi là kẻ thù của Thiên Chúa, họ đều không cảm thấy mình đã phạm tội sát nhân. Vào cuối thập niên năm 1940, cha tôi sáng tác một số bài thơ ca ca ngợi Thiên Chúa và Đức Mẹ. Hồi còn nhỏ tôi thuộc lòng các bài thơ này. Tới nay tôi đã quên hết và chỉ còn nhớ vài câu, vì những câu này đã ám ảnh tôi. Như sau: vô thần hạt giống sa tăng, cứng lòng không chịu ăn năn trở về. Đối với cha tôi, mọi người ngoại đạo đều là những kẻ vô thần. Cộng sản cũng như Phật giáo đều là vô thần. Tất cả con cái là của quỷ sa tăng. Những kẻ không chịu trở lại đạo đều là những kẻ cố chấp, cứng lòng, nên đã không nhận ra cái tội ngoại đạo của mình đẻ ra để mà ăn năn hối cải và trở lại đạo. Khi nói lên điều này, tôi không có ý oán trách cha tôi. Tôi chỉ cảm thấy thương cha tôi mà thôi. Nhưng càng thương cha tôi bao nhiêu, tôi càng căm ghét cái đạo phi nhân bấy nhiêu, vì nó đã làm u tối linh hồn của các tín đồ nó, đến nỗi những kẻ làm điều ác rành rành mà vẫn không biết mình là kẻ ác. Theo thường tình thì hầu hết mọi kẻ phạm tội ác đều biết hối hận sau khi tâm hồn lắng xuống. Nhưng điều nguy hiểm là những kẻ cuồng tín tôn giáo phạm tội ác đều không biết hối hận, vì chính họ không nhận ra tội ác của họ. Họ bị che mờ bởi tâm trí, những định kiến tôn giáo sai lầm. Họ bị che mờ tâm trí bởi những định kiến tôn giáo sai lầm. Do đó sự cuồng tín mới đích thực là một tội ác nguy hiểm và đáng sợ nhất, vì kẻ cuồng tín không bao giờ biết hối hận. Không riêng gì trường hợp công giáo Việt Nam, mà cả lịch sử gần 2.000 năm của đạo Kitô cũng đã chứng minh điều đó. Chúng ta ai cũng biết đạo Kitô xuất thân từ đạo Do Thái mà ra. Nhưng những người Kitô giáo lại muốn xóa bỏ cái gốc Do Thái của mình. Từ đầu thế kỷ thứ tư, đế quốc La Mã đã nâng Kitô giáo lên thành quốc giáo. Kẻ bị chúng giết là Giê-xu được chúng nâng lên thành Thiên Chúa. Bọn đế quốc La Mã đã nhâm hiểm đổ tội giết Chúa Giê-xu cho Do Thái, vì bọn chúng không thể tôn thờ một người do chúng đã giết. Vì thế nên từ cuối thế kỷ thứ tư đến giữa thế kỷ 20, người Do Thái tại các nước Âu Châu theo Kitô giáo, nhất là Công giáo La Mã, đã bị kỳ thị, bị ngược đãi và bị giết hại lên tới nhiều triệu người. Điều hiển nhiên là suốt trong 16 thế kỷ, người Công giáo Âu Châu đã trải qua hết thời kỳ này sang thời kỳ khác mà không có ai tỏ ra hối hận về tội ác diệt chủng Do Thái cả. Điều đó chứng tỏ sự cuồng tín tôn giáo đã làm cho họ mờ mắt, nên họ đã không nhận thấy sự diệt chủng Do Thái là một tội ác tày trời. Phải để đến năm 1960, những người Do Thái đã tổ chức cho giáo hoàng John thứ 23 đi thăm các trại tập trung và các lò hỏa thiêu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai tại Auschwitz, Da Châu và Ravensbrück. Tại các nơi này, giáo hoàng John 23 đã tận mắt nhìn thấy những chứng tích tội ác diệt chủng Do Thái của Đức Quốc xã với sự tiếp tay của giáo hội công giáo. Sau khi được xem cuốn phim tài liệu về một trại tập trung được quân đội đồng minh giải thoát, giáo hoàng nhìn thấy một đoàn người Do Thái gồm có đàn ông, đàn bà
và trẻ em từ trong các nhà giam bước ra. Tất cả đều trần truồng và gầy trơ xương. Giáo hoàng John thứ 23 bất chợt kêu lên: "Ôi lạy Chúa, đây mới thực là hình ảnh của Chúa trên thập giá." Sau đó giáo hoàng đã quỳ xuống cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, dấu ấn của Khan in trên trán chúng con. Qua bao nhiêu thế kỷ, người anh em Abel của chúng con đã chết trên vũng máu do chúng con làm tuôn chảy. Vì chúng con làm tuôn chảy, vì chúng con đã nguyền rủa sai lầm những người anh em Do Thái. Xin Chúa tha tội chúng con, vì chúng con không biết việc chúng con làm." Qua lời cầu nguyện trên, giáo hoàng John thứ 23 đã công nhận tội ác diệt chủng Do Thái qua nhiều thế kỷ của giáo hội Công giáo. Giáo hoàng cũng thú nhận nguyên nhân chính yếu khiến cho giáo hội Công giáo phạm tội ác qua nhiều thế kỷ là do dòng lòng cuồng tín khiến cho họ không biết mình làm tội ác. Chính vì không nhận thức được tội ác trong các hành động của mình nên những người cuồng tín không biết hối hận, do đó các hành vi tội ác của họ vẫn cứ tiếp diễn và gây ra nhiều thảm họa trong xã hội. Từ sự nhận định này, tôi bắt đầu dấn thân vào cuộc chiến đấu chống hiểm họa cuồng tín tôn giáo và chống lại truyền thống phản quốc của giáo hội Công giáo Việt Nam. Người Công giáo không thể giữ mãi bản chất hai mặt. Người Công giáo không thể cùng một lúc vừa trung thành với Vatican, vừa trung thành với Tổ quốc. Bất cứ ai tuyệt đối trung thành với Vatican cũng đều đương nhiên trở thành kẻ phản quốc. Điều này đã trở thành một định luật. Trên đây không phải là những lời nói hàm hồ hoặc những điều nhận định vô căn cứ, mà thật sự là những sự kiện hoàn toàn đúng với thực tế qua mọi thời điểm lịch sử và ở mọi nơi, Âu cũng như Á, ở những người đại tri thức cũng như ở những người cao sang quyền quý. Để dẫn chứng, chúng ta hãy đơn cử hai trường hợp tiêu biểu của hai nhân vật Công giáo rất nổi tiếng trong lịch sử Kitô giáo ở Âu Châu. Một, Thomas More, thà phản quốc chứ không phản Vatican. Thomas More sinh năm 1477 trong một gia đình Công giáo thuộc giới quý tộc Anh ở London. Năm 1501, lúc vừa 24 tuổi, Thomas More đã trở thành luật sư. Nhờ có trí thông minh xuất chúng và tài hùng biện, More mau chóng nổi tiếng khắp nước, đến nỗi sau đó vua Anh đã nhiều lần cử More làm trưởng đoàn thương thuyết đại diện hoàng gia Anh để hội đàm với các phái đoàn nước ngoài. Năm 1524, More được bầu làm chủ tịch quốc hội Anh. Năm 1529, More được vua Anh. Đây là đỉnh cao danh vọng của mọi người Anh không thuộc hoàng gia. Từ năm 1530, vua Anh và nhiều nghị sĩ thuộc quốc hội Anh có chủ trương đưa giáo hội Anh quốc thoát khỏi quyền lực của Vatican để giữ vững nền độc lập và chủ quyền quốc gia. More lên tiếng kịch liệt phản đối, viện cớ rằng giáo hội Thánh Thiện Công giáo là giáo hội hoàng vũ nên không có luật pháp của quốc gia nào có thể vượt qua. Sau đó More từ chức thủ tướng, lui về nhà riêng ở miền quê để phản đối nhà vua. Tháng 4 năm 1532, quốc hội Anh bầu Thomas Cromwell làm chủ tịch. Nhân vật Cromwell là một tri thức cấp tiến, đã cùng quốc hội Anh mau chóng đưa ra những nghị quyết quan trọng làm thay đổi vận mệnh nước Anh vào cuối năm 1532. 1. Giáo hội Công giáo Anh từ nay hoàn toàn tách rời khỏi giáo quyền Vatican. 2. Hoàng đế Anh quốc vừa là thủ lĩnh quốc gia, vừa là giáo chủ của giáo hội Công giáo Anh. Với những nghị quyết trên, một tôn giáo mới đã thực sự ra đời, đó chính là Anh giáo.
Về phương diện giáo lý và nghi lễ, Anh giáo rất tương đồng với Công giáo La Mã. Điều khác biệt quan trọng duy nhất là Anh giáo hoàn toàn độc lập với Vatican. Biến cố lịch sử này cho chúng ta thấy người Anh rất sáng suốt trong việc tách rời khỏi đế quốc thần quyền Vatican để bảo toàn độc lập quốc gia và danh dự dân tộc. Người dân Anh chọn con đường Kitô giáo để thực sự thờ kính Chúa và noi gương đạo đức của Chúa, chứ dứt khoát không tuân phục và làm nô lệ cho đế quốc Vatican. Với sự xuất hiện của Anh giáo năm 1532, Hoàng đế và Quốc hội Anh đã thực sự mở đường cho toàn thể giáo dân Anh trở về với dân tộc Anh và hoàn toàn thoát khỏi những nanh vuốt độc ác vô hình của chủ nghĩa đế quốc tinh thần của bọn mafia đội lốt tôn giáo. Vì quá cuồng tín với giáo lý Công giáo La Mã, Mo đã viết 7 cuốn sách chống phá nhà vua và quốc hội về việc lập ra Anh giáo. Mo điên cuồng kêu gọi những người Công giáo cực đoan tái thiết lập tòa án dị giáo để đưa những kẻ phản đạo lên giàn hỏa. Lập trường ngoan cố và hủ lậu của Mo chẳng được ai tán thành. Ngày 16 tháng 4 năm 1534, Mo bị bắt và bị tống giam tại tháp London. Ngày 1 tháng 2 năm 1535, Quốc hội Anh biểu quyết đạo luật về quyền tối thượng của quốc gia, xác nhận hoàng đế Anh quốc chứ không phải giáo hoàng có quyền tối thượng đối với chủ quyền quốc gia và là thủ lãnh tối cao của Quốc hội Anh. Với đạo luật này, vua Anh có quyền kiểm soát toàn bộ tài sản của giáo hội Anh và đặc biệt có quyền ra lệnh giải tán tất cả các tu viện trên nước Anh. Tháng 6 năm 1535, Mo bị đưa ra tòa xét xử về tội phản quốc vì đã chống lại đạo luật về chủ quyền tối thượng của quốc gia. Ngày 6 tháng 7 năm 1535, Mo bị chém đầu tại công trường Westminster, London. Trước khi bị chém đầu, Mo vẫn xác nhận lòng trung thành tuyệt đối với Vatican. Y tuyên bố: Công giáo là giáo hội hoàng vũ, tôi chết trong giáo hội và cho niềm tin vào giáo hội Công giáo thánh thiện. Nghị viện Anh quốc đã vượt quá luật pháp của giáo hội hoàng vũ và tôi chết với tư cách là tôi trung của vua nhưng Thiên Chúa trên hết. Xin đọc Standby Roger Albert de Roth, sản xuất năm 1997, trang 269 đến 270. 24 năm sau, khi Mo bị chém đầu, Quốc hội Anh biểu quyết đạo luật về việc tổ chức giáo hội Anh thành một hệ thống tôn giáo thống nhất trên toàn quốc. Thậm chí các sách kinh cũng được duyệt xét lại và mọi giáo dân chỉ được phép đọc các bài kinh nguyện đã được in trong một cuốn sách kinh duy nhất là The Book of Common Prayer mà thôi. Năm 1935, tức đúng 400 năm sau khi Mo bị chém đầu, giáo hoàng Pio thứ 11 phong thánh cho Mo. Điều khôi hài hơn nữa là vào tháng 11 năm 2000, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tôn Mo lên làm thánh quan thầy của các chính trị gia. Đọc qua tiểu sử của Thomas More, chúng ta thấy xót xa, tiếc thay cho một người tài hoa đã bị uổng phí một đời. Chỉ vì sự mê muội cuồng tín, sự mê muội tinh thần đã làm cho ông ta không nhìn thấy được bản chất của Vatican. Chỉ là một tên trùm đầu sỏ của chủ nghĩa đế quốc tinh thần mà thôi. Điều mỉa mai là với cương vị thủ tướng Anh quốc mà Thomas More đã không học được bài học lịch sử đen tối của chính nước mình. Đó là vào cuối thế kỷ thứ 12, Vatican đã ra lệnh cho vua Anh là Richard thứ nhất, được mệnh danh là vua Richard có trái tim sư tử, lãnh đạo cuộc thập tự chinh thứ 3 để tái chiếm thánh địa Jerusalem khỏi tay
quân Hồi giáo. Vua Richard thứ nhất đích thân lãnh đạo cuộc viễn chinh bao gồm cả quân Anh, Pháp và Đức. Đoàn quân viễn chinh đã bị quân Hồi chặn đứng là tại phía bắc thánh địa Jerusalem, nên vua Richard buộc lòng phải ra lệnh cho đoàn quân viễn chinh dừng lại tại thành phố Acre. Trong thời gian trú đóng tại đây, từ cuối năm 1191 đến đầu năm 1192, vua Richard I đã ra lệnh chém đầu tập thể 3.000 người Hồi giáo tại Ả Rập. Vụ tàn sát tập thể dã man này đã đi vào lịch sử các nước Hồi giáo như một bằng chứng cụ thể cho tội ác diệt chủng vì kỳ thị tôn giáo của Giáo hội Công giáo La Mã. Chỉ vì sự mê muội cuồng tín và lòng sùng bái Vatican quá đáng, vua Richard I đã tự biến mình thành một tên tay sai hạ cấp của Giáo hoàng La Mã. Y đã đem sinh mạng của hàng chục ngàn công dân nước mình đi viễn chinh để phục vụ cho tham vọng của bọn lưu manh tại Vatican. Cũng vì cuồng tín, Richard I đã phạm tội ác sát hại 3.000 thường dân Ả Rập Hồi giáo không có vũ khí trong tay. Cuộc thập tự chinh thứ 3 năm 1190 đến năm 1192 do vua Richard I lãnh đạo đã trở thành một vết đen trong lịch sử Anh quốc. Thomas More đã không học được bài học sai lầm từ đó với những lời tuyên bố sặc mùi cuồng tín Thiên Chúa trên hết, Giáo hội Công giáo là Giáo hội hoàn cầu, tôi chết trong và cho Đức tin Giáo hội Công giáo thánh thiện. Tiểu sử Thomas More là một bài học tiêu biểu cho ta thấy bất cứ ai trung thành với Vatican cũng đều tự dấn thân đi vào con đường phản quốc. Quyền lợi của các quốc gia luôn luôn tương phản với quyền lực của đế quốc Vatican, cho nên chỉ những kẻ phản quốc mới có thể trở thành thánh của Vatican mà thôi. Vào tháng 11 năm 2000, Giáo hoàng John Paul đệ nhị vinh danh Thomas More là thánh quan thầy của các chính trị gia. Đúng vậy, Thomas More là thánh quan thầy của các chính trị gia vọng ngoại phản quốc như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Trần Lục, Trần Bá Lộc, Huyện Sĩ, Lê Hữu Từ, Hoàng Vinh, vân vân. Thomas More chỉ là một kẻ đáng khinh bỉ dưới mắt các chính trị gia yêu nước mà thôi. Kẻ thứ hai, Jan Hus, kẻ tử thù của Vatican. Đúng vậy, Jan Hus chính là kẻ tử thù của Vatican, nhưng là một anh hùng dân tộc của tiệp khắc được toàn dân tôn vinh. Hus sinh năm 1369 tại xứ Bohemia, nay là Cộng hòa Tiệp Khắc. Đầu tiến sĩ triết học tại Đại học Paraguay năm 1396 và được thụ phong linh mục năm 1401. Linh mục Hus nổi tiếng là người rất thông minh và có tài giảng thuyết hùng biện năm 1402. Linh mục Hus được bổ nhiệm giữ chức viện trưởng Viện Đại học Paraguay. Ông bỏ ra nhiều thời giờ và công sức nghiên cứu sâu sắc nhiều vấn đề của Giáo hội Công giáo, vốn có bản chất nhân ái và yêu lối sống đạo đức khổ hạnh. Hus rất bất mãn trước cuộc sống lầm than của đại đa số dân tiệp khắc, trong khi các tu sĩ cao cấp của Giáo hội sống xa hoa, thối nát. Vào thời đó, hầu hết các giám mục và hồng y ở Âu Châu đều sống theo lối vương giả như những ông hoàng. 60% tổng số tiền thuế thu được trong nước được cho là Giáo hội. Một phần phân phối cho các giáo phận và một phần được chuyển về Vatican. Do quá dư thừa tiền của, các giáo hoàng và các cận thần ở Vatican đã sống hết sức buông thả và vô đạo đức. Với tư cách là một tu sĩ trí thức và cũng là một công dân tha thiết yêu nước, linh mục Hus
đã đem hết tâm huyết hô hào một cuộc cải cách giáo hội trong tác phẩm Bàn về Giáo hội Công giáo. Trong sách này, Huất đã đưa ra những luận điểm sau đây. 1. Các linh mục không có quyền tha tội ai, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi. 2. Không một giáo hoàng nào có quyền đưa ra những tín điều hay giáo lý mới mà không có quyền bắt buộc giáo dân phải tin. Vì tín điều đó đã có trong Thánh Kinh. 3. Huất kịch liệt chống lại việc thờ ảnh tượng Chúa và các thánh, vì ảnh tượng đều do con người tưởng tượng bị đặt. 4. Việc đồn đãi chuyện Chúa hay Đức Mẹ hiện ra ở nơi này, nơi khác đều là những chuyện mê tín nhảm nhí. Huất cực kỳ chống đối các cuộc hành hương đến những nơi có phép lạ và cả cuộc hành hương thánh địa Jerusalem. Các cuộc hành hương này đều đã biến thành các dịch vụ thương mại, làm hạ giá tính cách thiêng liêng cao quý của tôn giáo. 6. Huất cương quyết chống lại việc nhà thờ thu tiền sinh lễ của giáo dân để cầu nguyện cho các linh hồn, và chống lại việc tòa thánh mở ra các quầy bán hàng ơn đại xá. Huất coi đây là những hình thức lường gạt để bồng rút tiền bạc của giáo dân, khiến cho họ đã nghèo càng nghèo thêm. 7. Huất tố cáo toàn bộ hệ thống tu sĩ công giáo, từ giáo hoàng, hồng y, giám mục đến các linh mục, đa số là những kẻ đạo đức giả. Cuộc sống tham nhũng và hư đốn của họ làm gương mù cho giáo dân và làm ung thối toàn xã hội. 8. Điều quan trọng hơn hết là Huất kêu gọi giáo dân tiếp phủ nhận quyền tối thượng của giáo hoàng, vì quyền này xâm phạm quyền tối thượng của các quốc gia dân tộc. Chính điều này đã làm cho giáo hoàng John thứ 23 tức giận và ra lệnh rút phép thông công. Linh mục Jan Huất. Theo Huất thì từ sự cuồng tín của giáo dân Âu Châu thời đó đã tạo cho giáo hoàng La Mã một thứ quyền tối thượng vượt lên mọi vua chúa ở châu Âu và vượt lên mọi luật pháp của các quốc gia. Quyền tối thượng đó của các giáo hoàng đã đưa đến nhiều hành vi lạm quyền đầy tội ác đẫm máu. Điển hình là việc giáo hoàng đã ra lệnh tổ chức hệ thống tòa án tôn giáo Inquisition để đưa ra hàng triệu người chống giáo hội lên giàn hỏa, và giáo hoàng có quyền điều động quân lính khắp Âu Châu để chuyển lập các đoàn quân viễn chinh chữ thập đi xâm lược các nước Hồi giáo trong thế kỷ thứ 12 và 13. Quyền tối thượng của giáo hoàng La Mã hoàn toàn đối nghịch với chủ quyền của các dân tộc. Bất cứ ai có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đều không thể chấp nhận việc cho phép giáo hoàng La Mã có thứ quyền tối thượng đó. Trong khi giữ chức viện trưởng Đại học Paraguay, linh mục Jan Huất không coi một giáo đường nhỏ gọi là Bethlehem Chapel ở sát cạnh trường đại học, sách On the Church của ông được các độc giả tiếp tán thưởng nhiệt liệt. Các buổi thuyết giảng của ông tại Bethlehem Chapel được giới trí thức tiếp đặc biệt chú ý. Chẳng bao lâu, Jan Huất trở thành trung tâm của cuộc đấu tranh chống Vatican tại thủ đô Paraguay. Cổ tiệp và các hành động của ông được báo cáo về Roma. Năm 1415, Jan Huất được Vatican mời đến tham dự cộng đồng Comtes để trình bày quan điểm. Nhưng khi đến nơi, Jan Huất đã bị cộng đồng Comtes do giáo hoàng John thứ 23 chủ tọa kết án tử hình. Jan Huất bị lôi ra pháp trường, bị trói vào các cọc và bị thiêu sống. Jan Huất không được phép nói lên một lời nào để biện minh cho các hành động chính đáng của ông. Xin mở ngoặc đơn ở đây để nói về công đồng Comtes. Công đồng này kéo dài 4 năm, năm 1414 đến năm 1418.
với 45 phiên họp. Sau khi sử danh Hút năm 1415, giáo hoàng Gioan thứ 23 bị chính công đồng này trút phế và xóa tên y ra khỏi danh sách các giáo hoàng. Do đó vào năm 1958, Hồng Y Giuseppe Roncalli đắc cử giáo hoàng đã lấy lại danh hiệu Gioan thứ 23. Điều đặc biệt của công đồng Công Tên là bên cạnh các tu sĩ cao cấp còn có 1415 học giả thường dân tham dự. Sau khi công đồng Công Tên cách chức giáo hoàng Gioan thứ 23 năm 1415, giáo hoàng Rock thứ 12 được chọn lên thay. Nhưng chỉ vài tháng sau giáo hoàng này xin từ chức, một hồng y Tây Ban Nha được bầu lên làm giáo hoàng lấy hiệu là Benedict thứ 13. Chỉ 2 năm sau, năm 1417, Benedict thứ 13 bị trút phế và bị đưa đi đày ở Tây Ban Nha. Công đồng Công Tên bầu một hồng y khác lên ngôi giáo hoàng lấy hiệu là Martin thứ 5 năm 1417 để tạo uy tín cho tòa thánh Vatican. Công đồng tuyên bố giáo hoàng Martin thứ 5 có quyền tối thượng. Công đồng Công Tên cho thấy tình trạng rối loạn trong cơ cấu chấp bu của giáo hội Công giáo trong thời Trung Cổ. Việc tuyên bố quyền tối thượng của giáo hoàng thực chất chỉ là một thủ đoạn chính trị để tái lập trật tự nội bộ của giáo hội mà thôi. Trở lại với trường hợp của Jan Hus, chúng ta thấy rõ là Vatican rất sợ ảnh hưởng của vị linh mục trí thức yêu nước này. Vatican đã đánh lừa bằng cách mời Jan Hus đến họp tại công đồng Công Tên, rồi bất thần bắt trói đưa ông lên giàn hỏa. Khi hay tin này, toàn dân tiệp bàng hoàng và bất mãn cực độ. Những người tiệp vào Hungary ồ ạt bỏ đạo Công giáo để theo Luther, vì họ coi phong trào của Luther không phải là một tôn giáo mới mà là một cuộc cách mạng tôn giáo chống lại chủ nghĩa bá quyền tôn giáo của Vatican. Cái chết anh hùng của Jan Hus đã làm bùng lên một cuộc chiến tranh của dân tiệp chống giáo hội Công giáo kéo dài 30 năm. Kết quả là giáo hội tiệp hoàn toàn tách rời khỏi giáo hội La Mã, mang tên giáo hội Hút của tiệp khắc. Giáo hội độc lập của tiệp khắc tồn tại được gần 200 năm, đến năm 1620. Vua Đức là người sùng đạo Công giáo đã mang đại quân xâm chiếm Bohemia và tái lập giáo hội Công giáo La Mã tại xứ này bằng bạo lực. Cuộc chiến tranh của dân tiệp chống Công giáo La Mã trong 30 năm có ảnh hưởng lớn đến các nước lân cận. Trước hết vào năm 1539, Quốc hội Thụy Điển biểu quyết đạo luật trao cho nhà vua toàn quyền kiểm soát mọi thứ tài sản của giáo hội. Năm 1571 là dấu mốc lịch sử quan trọng đánh dấu ngày tuyệt đại đa số nhân dân hai nước Thụy Điển và Na Uy bỏ đạo Công giáo để chuyển sang Tin Lành. Tất cả các hành vi này nhằm bày tỏ lòng ngưỡng mộ Jan Hus đối với dân tiệp và dân các nước Bắc Âu. Jan Hus là vị thánh tự đạo trong cuộc cải cách giáo hội và bị anh hùng dân tộc của nhân dân tiệp khắc. Tiểu sử của Thomas More và tiểu sử của Jan Hus đã đem lại cho chúng ta hai thí dụ điển hình về sự chọn lựa. Một bên là đạo Công giáo với đặc tính của nó là sự lệ thuộc tuyệt đối vào thần quyền của Vatican, mà tiêu biểu là thẩm quyền tuyệt đối của giáo hoàng. Một bên là lòng yêu nước với tinh thần kiên quyết bảo vệ quyền tối thượng của dân tộc. Quyền tối thượng của dân tộc luôn luôn đối nghịch với quyền tối thượng của giáo hoàng Vatican. Thủ tướng Anh Thomas More là tín đồ Công giáo cuồng tín, đã chọn con đường phụng sự giáo hoàng Vatican nên đã hành động đối kháng với chính quyền, với quyền lợi của nhà nước Anh và bị kết tội phản quốc. Ngược lại, linh mục Jan Hus là người yêu nước, đã đặt quyền lợi tối thượng của dân tộc lên trên hết nên đã can đảm công khai chống lại Vatican và kêu gọi toàn dân tiệp phủ nhận quyền tối thượng của giáo hoàng. Người Công giáo Việt Nam cũng vậy, họ chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc
mù quáng tuân phục Vatican để cuối cùng đi vào con đường phản quốc, hoặc trở về với dân tộc bằng cách dứt bỏ sự lệ thuộc vào Vatican. Tuyệt đối không thể có chuyện bắt cá hai tay, vừa cam chịu làm thân nô lệ khuyển mã cho Vatican, vừa phục vụ cho những lợi ích của dân tộc, độc lập dân tộc. Người Tây Phương mỗi khi nói đến Công giáo luôn luôn dùng danh từ Roman Catholic, tức Công giáo La Mã. Danh từ này đã nói lên cái đặc tính quan yếu nhất của tôn giáo này là sự lệ thuộc tuyệt đối vào lãnh đạo tối cao của Vatican. Nếu bỏ tính cách lệ thuộc vào Vatican thì sẽ không còn là Công giáo La Mã nữa. Điển hình là Anh giáo. Nếu xét về giáo lý và nghi lễ thì Anh giáo giống hệt Công giáo. Chính yếu tố độc lập với Vatican đã làm cho Anh giáo không còn là Công giáo La Mã. Trước đây một học giả Việt Nam đã đưa ra đề nghị, nếu những người Công giáo Việt Nam đi theo đường hướng Công giáo dân tộc và sống hài hòa với các thành phần khác trong cộng đồng dân tộc thì chắc chắn sẽ được cả nước dang rộng bàn tay đón chào. Nhưng thế nào là Công giáo dân tộc? Liệu có thể có một thứ gọi là Công giáo dân tộc hay không? Theo thiện ý của tôi thì không thể nào có được một thứ tôn giáo có thể dung nạp hai yếu tố đối lập. Do đó sẽ không bao giờ có Công giáo dân tộc. Bản chất của Công giáo La Mã là đế quốc tinh thần. Đã là tín đồ Công giáo thì đương nhiên phải tuân phục giáo hoàng tuyệt đối, vì đối với họ giáo hoàng là đại diện Chúa Kitô. Họ tôn thờ Chúa trên hết nên họ cũng tôn thờ kính đại diện của Chúa trên hết. Quyền lợi của Vatican được đặt trên quyền lợi dân tộc. Cho nên khi đã là một tín đồ Công giáo La Mã, người đó đương nhiên đã có sẵn trong mình cái bản chất phi dân tộc rồi. Trên thế giới này chỉ có những kẻ phi dân tộc mới theo đạo Công giáo La Mã, vì họ luôn luôn hướng linh hồn về La Mã để nhất cử nhất động đều răm rắp tuân theo các mệnh lệnh không thể sai lầm của Đức Thánh Cha. Có thể nói Công giáo La Mã đồng nghĩa với Công giáo phi dân tộc, và từ phi dân tộc đến phản quốc không cách bao xa. Ngược lại, đối với những người có tinh thần dân tộc cao nhã như Jan Hus chẳng hạn, dù là một linh mục Công giáo chăng nữa, ông cũng không có một con đường nào khác hơn là phải chống lại Vatican, chống lại sự lệ thuộc vào quyền tối thượng của giáo hoàng để bảo vệ danh dự quốc gia và độc lập dân tộc. Nói tóm lại, mọi người Công giáo Việt Nam sùng bái Vatican đều là phản quốc. Nếu giáo hội Công giáo Việt Nam thực sự yêu nước và muốn hòa nhập vào đại khối dân tộc, phải công khai tách rời khỏi Vatican. Ngoài ra không còn một con đường nào khác, không một ai có thể dùng một lúc vừa ôm chân đế quốc vừa tự xưng là người yêu nước được. Giáo hội Công giáo sùng bái Vatican là đạo quân thứ 5 của địch nằm trong lòng dân tộc Việt Nam. Chắc Liên Nguyện xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đề tài sau mình sẽ làm tiếp theo, nếu như có thời gian rảnh mình sẽ nghiên cứu từ từ, cứ từ từ lượm hoa rơi. Các bạn đừng nóng vội, khi trong cuộc sống ai cũng có phải có mưu sinh bận biểu. Xin các bạn hoan hỷ. Mình chào tạm biệt quý vị và các bạn.